Năm 2023, mặc dù chịu sự tác động tiêu cực từ sự sụt giảm của kinh tế toàn cầu, lạm phát ở mức cao dẫn đến sức mua của người tiêu dùng khu vực Âu, Mỹ giảm mạnh, thêm vào đó sức ép từ bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với khu vực châu Âu, châu Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam với khu vực này đạt gần 210 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 166,5 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 42 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị tổng kết công tác phát triển thị trường châu Âu châu Mỹ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo vụ thị trường châu Âu châu Mỹ cho biết, năm 2023, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan hữu quan trong và ngoài nước tích cực đưa ra nhiều giải pháp, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp nhằm phục hồi sản xuất, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, xây dựng chiến lược phát triển các thị trường Hoa Kỳ, EU, Mỹ Latin và SNG. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các buổi làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội với các đối tác trong khu vực. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2024, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, tập trung vào các định hướng chính như phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan để triển khai tốt các chiến lược phát triển thị trường các nước Hoa Kỳ, EU, Mỹ Latin và SNG. Nắm bắt tình hình, những biến động chính sách của nước sở tại để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nâng cấp, ký kết các FTA mới.